Xin chào các bạn, tôi là Bùng Hân, quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến colashop24h.com. Thưa các bạn, video ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn thông tin về mua viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc ở đâu là tốt nhất. Vâng, thưa các bạn, viên tinh dầu thông đỏ các bạn biết đấy là một cái loại dược liệu rất là quý mà hỗ trợ cho sức khỏe của chúng ta rất là tốt. Và hiện nay thì viên tinh dầu thông đỏ chỉ có duy nhất Hàn Quốc sản xuất được. Và trong đó có rất nhiều những cái hãng, ở bên Hàn Quốc rất nhiều những cái hãng khác nhau họ có thể sản xuất ra viên tinh dầu thông đỏ, nhưng cái chất lượng cũng có thể sẽ khác nhau. Nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào những hãng lớn như là Quang Đông hay là Samsung. Đó là những cái hãng mà sản phẩm, những cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe của họ được bảo trợ tốt nhất. Và về phía những cái đại lý ở Việt Nam, với cái kinh nghiệm bán hàng lâu năm, thì chúng tôi khuyên các bạn nên tìm tới những cái cửa hàng cũng như là những cái trang web bán hàng uy tín và chuyên hàng chính hãng để đảm bảo mình được mua được những cái sản phẩm tốt nhất. Thưa các bạn, với cái phương châm bán hàng chất lượng là uy tín, chúng tôi luôn có những chương trình để đảm bảo cho khách hàng mua được những sản phẩm chính hãng cũng như là đảm bảo cho quyền lợi người tiêu dùng. Đó là những chương trình hoàn trả đổi hàng trong vòng 7 ngày để các bạn khi mua hàng có bất kỳ những cái thắc mắc gì và những cái điều không ưng ý thì đều có thể hoàn trả hàng hoặc có thể đổi hàng trong vòng 7 ngày. Vâng, thưa các bạn, trên đây tôi vừa mới chia sẻ với các bạn về cách mua hàng và nơi mua hàng uy tín nhất của viên tinh dầu thông đỏ. Các bạn hãy tìm tới những cái trang web, những cái địa chỉ uy tín để mình trở thành một người tiêu dùng thông thái và để hỗ trợ sức khỏe của mình tốt nhất. Vâng, để biết thêm thông tin về viên tinh dầu thông đỏ cũng như là những cái sản phẩm bổ trợ sức khỏe khác của Hàn Quốc, mời các bạn truy cập vào trang web koreashop24h.com hoặc gọi điện tới số 0979149256 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.